Vậy người nói, nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021, và chúng ta có đoạn tin mừng theo Thánh Luca, ví dụ về hạt cải và nhúm men. Thưa anh chị em, về mặt sư phạm, Chúa Giêsu rất thích dùng những cái ví dụ mà nó có mang tính đối lập, chênh lệch và khác biệt vô cùng để diễn tả một thực tại nào đó, mà khi nó từ cái bé đến cái lớn, từ cái mong manh yếu ớt cho đến cái mạnh mẽ và đầy nội lực. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ nghe hai cái ví dụ, gọi là hai dụ ngôn cũng được, bởi vì nó cũng có tình tiết ở trong đó. Đó là dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nhúm men. Tuy khởi đầu hạt cải và nhúm men đều rất là nhỏ bé, mong manh, tưởng như là nó mất hút đi, nó không gây ấn tượng gì cả. Nhưng mà với thời gian lặng lẽ âm thầm, nó tăng trưởng, có vẻ như là chìm đi, tan đi, biến mất. Nhưng mà rồi cuối cùng nó lại sinh ra được một cái hiệu quả, một cái điều hết sức lớn lao, mà một cái thành quả hết sức mỹ mãn, có thể nhìn thấy được và đem lại lợi ích cho mọi người. Hạt cải là một loại hạt giống đặc biệt có ở bên đất nước Do Thái. Chúng tôi đã được thấy tận mắt một số cha đi hành hương đất nước Palestine, đất nước của Chúa Giêsu, nó mang về cho chúng tôi xem cái hạt cải. Thì quả thật nó là một cái hạt giống nhỏ và nhẹ lắm. Để mà trước mặt mình mà một cơn gió nhẹ hoặc là mình hắt hơi, mình thở mạnh, nó cũng có thể làm bay nó đi. Vậy mà cái hạt cải đó lớn lên thành một cái cây cổ thụ rất là lớn, đến nỗi mà chim trời có thể về nương náu mà làm tổ dưới cái tán lá của nó. Rồi cái nhúm men thì gọi là một nắm men thì còn thấy hơi nhiều nhiều, nhưng mà một nhúm thôi. Tôi thấy nhớ bà chị ở nhà chúng tôi hay làm bánh ngày xưa, thì một nhúm bột men ăn sen đó, chút xíu thôi mà có thể cho vào cả một cái nồi bột lớn, đánh nó lên. Vậy mà cuối cùng cái bột nó dậy lên và làm thành những ổ bánh rất là ngon, ổ bánh rất là thơm, có thể nuôi ăn nhiều người. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu dạy chúng ta hai cái dụ ngôn này, gợi cho chúng ta một cái suy niệm, một cái suy nghĩ. Có một nước trời như thế đang lớn lên ở trong hội thánh, đang lớn lên ở trong đời của mỗi một người chúng ta. Theo cái tầm cỡ, cái kích thước thu nhỏ lại của hội thánh, thì mỗi một con người chúng ta cũng đang có một cái hạt cải của nước trời lớn lên ở nơi cuộc đời của mình, cũng đang có một chấm xíu cái men của nước trời được gieo vào trong cuộc đời của chúng ta. Khởi sự nhỏ lắm, bé lắm, mong manh lắm, ngỡ như là không có gì, nhưng mà với nội lực của Thiên Chúa, với sức sống của Thiên Chúa, thì tôi lại được cộng tác vào, được góp phần của mình vào với cái công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa không làm hết, không bao cấp. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, mỗi một người, tôi và anh chị em, đóng góp cái phần của mình vào với Chúa để làm nên hội thánh, làm nên cuộc đời của mình và làm nên hội thánh, làm nên một nước trời yêu thương, khởi sự ngay từ trong cái nước đất này. Mà anh chị em cũng thấy rồi đó, nước đất thì thế gian này gọi là nước đất đó, thì nó có quá nhiều những cái hấp dẫn, những cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà thực chất ở trong thì rất là khổ lụy, rất là bi đát, đau khổ, tang thương. Vậy mà bây giờ Thiên Chúa lại đến mà gửi gắm một cái hạt cải yêu thương, một cái nhúm men men yêu thương vào trong cuộc đời của tôi, của anh chị em, của cái cõi thế gian này, để rồi từ từ nước trời đó
lớn lên, tăng trưởng và không ngừng lớn lên cho đến một lúc mà quả cuộc đời của chúng ta vỡ òa ra, mừng quá, tôi đã được Thiên Chúa cấy vào, gieo vào một hạt giống, nhào bột trong cái men của Đức Trời để mà tôi được lớn lên ở trong tình yêu thương, và tôi cũng được cộng tác vào trong cái tình yêu thương đó để mà gieo những cái hạt cải khác vào trong tâm hồn của anh chị em, nhất là những anh chị em chưa nghe biết về Chúa. Chúa Nhật tới này chúng ta sẽ biết nó là Chúa Nhật truyền giáo, còn gọi là Khánh Nhật truyền giáo đó. Thì mỗi một người chúng ta được mời gọi, mình đã là một hạt giống của cây cải nước trời đang lớn lên trong đời của mình, nhưng mà mình cũng lại được mời gọi đem hạt giống cây cải ấy đi gieo vào trong tâm hồn của anh chị em, gieo vào trong cuộc đời này. Mỗi một người của chúng ta đang được cái men của nước trời dậy lên trong cuộc đời của mình, niềm vui, bình an, niềm hy vọng, sự tử tế. Thì đến phiên chúng ta cũng lấy cái men đó, men đã có ở đời của mình đó, để mà gieo vào trong cuộc sống gia đình của mình, xã hội của mình, nơi chúng ta đang làm việc, nơi chúng ta đang phục vụ. Để mình nhìn về như thế thì cái nước trời sẽ tăng trưởng chậm đấy, nhưng mà rõ ràng là bền vững, và sẽ đạt đến một cái kết quả một lúc nào đó mọi người sẽ nhận biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương mình. Cái đợt Covid đại dịch xảy ra không ai muốn cả. Nó kinh khủng quá, nó gây ra mất mát đau thương nhiều quá, sợ hãi căng thẳng và suy sụp về kinh tế. Nhưng mà nhìn vào một góc độ khác, chúng ta có thể thấy đây là một cái cơ hội để mỗi một cái hạt giống của nước trời, một hạt giống cây cải nào đó trong đời của mình, đây là một cái cơ hội để cho cái nắm men, nhúng men của nước trời có ở trong đời của tôi được cái cơ hội, được thử thách, được rèn luyện, để mà nó làm dậy lên khối bột, để nó làm mọc lên những cái cây cải lớn của nước trời ngay trong đời của chúng ta, ngay trong xã hội của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi nỗ lực nhỏ bé của chúng ta. Chỉ là một hạt cải thôi, chỉ là một chút xíu bột thôi, chút xíu men thôi, nhưng mà với nội lực của Thiên Chúa, với tình thương của Thiên Chúa, và với sự nỗ lực cộng tác của chúng ta nữa, tất cả rồi sẽ trở thành những cây cao, cây cổ thụ, cho chim trời có thể đến nương náu và làm tổ dưới tán lá của nó, sẽ trở thành những ổ bánh thơm và ngon, mời chào mọi người đến ăn, đến dùng, đến được nuôi sống, được chữa lành. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.